Nam Mô A Di Đà Phật. Chào hết quý bà con, mình đang xem trên kênh Hai Nhái Miền Tây Thuốc Quý Quê Hương nha bà con. Thì bây giờ cũng hơi chiều rồi, mình cũng quay cái vườn thuốc của mình mới vừa ương này cả nhà. Đây là một góc, một phần cái vườn thuốc của mình ha. Mình còn cái vườn bên kia nữa nhưng mà cũng hơi xa bất tiện nên mình quay cái vườn này thôi. Và nói lên cái nội dung chính của cái clip thôi ha cả nhà. Thì hôm trước giờ mình cũng có gửi thuốc như cả nhà biết á, là thiện nguyện hoàn toàn ha, không có tính tiền của bà con cô bác nào hết á. Thì cũng xin chia sẻ cái cách trồng trồng thuốc nam, trồng thịt anh này cho nó dễ sống nè, để mà mình chia sẻ rộng ra cho bà con mình nếu như mình bị ung thư cả nhà thì mình sử dụng ha. Ở đây thì mình còn có chia sẻ cái cây đuôi chuột, hiện tại thì mình đang ương cả nhà, ương thêm thì ở nhà nhiều lắm nhưng mình đang ương thêm cho nó ra, rồi mình sẽ lấy cái giống để mình chia sẻ bà con mình. Khu vực miền Tây mình thì hiện tại cái đuôi chuột cả nhà nhiều lắm, nhưng mà khu vực ở miền Đông với lại là miền Bắc thì chưa có nha. Thì cây đuôi chuột này có công dụng là giải độc trong cơ thể rất là hay nha cả nhà. Ngoài là mình ví dụ mình ăn lá sống thì rất là tốt, còn mà không ăn được thì mình chặt ra mình nấu nước ha, mình nấu nước mình uống thì nó sẽ giải độc trong cơ thể ha. Thời kỳ giờ thì ai cũng nhiễm độc hết nha cả nhà ha. Rồi thì mình vừa rồi thì mình cũng trộn tro trấu rồi cả nhà, tro trấu phân với lại là đất để mà mình tiếp tục mình vô những cái chậu mốt mình trồng thạch anh, mình bố thí đi tất cả mọi nơi cả nhà ha, mình chia sẻ thiện nguyện. Ở đây thì mình không có lấy tiền ai hết hơn cả nhà, do đó bất cứ một hình thức nào mà có đăng ảnh hoặc là buôn bán gì có để ảnh của mình thì là giả tạo như cả nhà, giả mạo hết đó. Mình nói trước thôi cả nhà, mình làm tại thời bây giờ ghê lắm cả nhà ơi, buôn bán họ trục lợi cho bản thân nhiều lắm, họ hãy là có tiền bắt đầu họ nhào vô họ làm buôn bán ghê lắm đó, mà càng buôn bán thì càng mang tội thôi. Mình ở đây là hoàn toàn cả nhà, một đồng một cắc của ai mình cũng không lấy ha. Cây thạch anh mình chia sẻ miễn phí, chỉ là các bạn gửi tiền bưu điện thôi, tiền bưu điện thì không có phí, không có mắc lắm, 40-50 ngàn gì á, nhưng mà gửi đi tới chỗ khoảng 2-3 ngày là tới thôi đó. Thì mình dự kiến là mình sẽ ương nguyên cái vườn thuốc khúc sau luôn ở nhà ha. Nè thấy không, phần bụng dừa chuẩn bị sẵn nè cả nhà, chuẩn bị ương nữa để cho khắp mọi nơi luôn cả nhà. Thì hãy cho mình một like, lượt chia sẻ để mà mình có động lực tiếp tục làm lên những cái cây thuốc ha, mà ương cây thuốc trồng cho bà con mình nghe. Sắp tới thì mình cũng triển khai trồng cây dành dành nước nha các bạn cả nhà, hay là cây thần thông mà trên mạng thường hay nói đó đó, thì mình cũng trồng và mình chia sẻ miễn phí cho bà con mình luôn ha. Mình được biết là cây này trồng sau khi một thời gian thì thời gian nhà nước nó sẽ phát triển rồi ra nhiều dữ lắm đó, trồng một cái hạt đó nha, ra nhiều dữ lắm, nhiều khoảng thời gian là 2-3 tháng nữa thì có thể là số lượng cây dành nước nó lên nhiều. Thì ngày mai mình sẽ tiếp tục mình lên ông thầy này để mình xin cây giống ha đó. Thì ông thầy này cũng có cây giống đó, mình xin mình trồng khoảng 2-3 tháng sau là đầy rồi, không đầy cây dành dành rồi, lúc đó thì cả nhà mình muốn xin thì có thể liên hệ với mình để mà lấy thuốc ha. Ở xa thì nói chung là xa gần gì mình cũng gửi chân á, mình gửi qua đường ship bưu điện, giá bưu điện thì cũng rẻ lắm, ở nhà mình thanh toán ship khoảng 40-50 ngàn gì hả đó. Thì cây thuốc thì mình cho miễn phí ha, giống thuốc thì miễn phí, ngoài cái giống thạch anh nè, đuôi chuột, dành dành nước và cây thù lù, giống thù lù cả nhà. Thì mình mới vừa nghiên cứu cái cách mà nó để là phơi khô quá để mà lấy cái hạt cả nhà, thì sắp tới mình sẽ áp dụng để mà mình chiết ra, mình lấy những cái hạt rồi mình ép bọc, mình phơi khô, mình sấy để mà cung cấp cho cả nhà mình, có ai muốn trồng thì mình liên hệ mình để lấy hạt giống nha cả nhà, miễn phí hoàn toàn ha. Đó thì bây giờ trời cũng hơi tối rồi cả nhà, nên mình quay cái clip nó cũng không có được rõ cho lắm ha. Mình đang ương những cái cây nè cả nhà ha. Thì mình thấy là mình ương ở trong cái chậu, những cái chậu mà những cái ly á, ly trà sữa đó, nó phát triển tốt lắm, mình không hiểu nguyên nhân luôn. Nè, rõ ràng không? Còn cái này thì mình vẫn chưa có thể luôn. Nè, cả nhà xem này, nó đang vươn lên. Một thời gian ngắn thôi mà nó vươn lên luôn. Đó. Nó vươn bao nhiêu mình trồng bao nhiêu. Tại vì mình không những mà cho những cái cá nhân mà mình còn cho những cái đơn vị mà bên họ gọi là gì ta, phòng thuốc nam á cả nhà, phòng thuốc nam để mà họ hút thuốc từ thiện miễn phí á đó. Thì những cái nơi này á, người bệnh rất là nhiều, nhu cầu sử dụng cũng rất là nhiều, thì mình cũng cho, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có đem lên được cho thời gian bây giờ là thuốc nó bị khan hiếm, mình phải gom lại tất cả các đầu để mà mình tiếp tục mình nhân giống ra rồi mình mới chia sẻ được cho cả nhà mình nghe. Thì ai mà chưa có nhận được thuốc hoặc là có comment để lại dòng tin nhắn rồi mà chưa có nhận được thuốc thì cả nhà hoan hỷ và nhắn tin cho mình lần nữa,
hoặc là các nhà liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo ha, 039 276 1939, rồi add cho mình cái địa chỉ số điện thoại, mình sẽ gửi thuốc cho cả nhà. Rồi, đoạn clip đến đây là hết ha. Mình xin chào hết cả nhà ha. Dạ.